Và phong hung là hai bên này nè. Uống gì anh? Xô hả? Xô được hai muỗng. Ủa xô được nửa thùng. Không biết nào uống còn dư á. Anh lấy đâu á? Chỗ kia kìa. À, anh lấy của em phải không? Ai biết của ai rồi đây? Cái hộp này là anh Ray tặng em đó nha. Em Ray tặng, em Ray to quá. Thằng Andrei sao nó to hơn Duy Nguyễn mà nó tặng gì trời. Đúng rồi anh em ạ. Andrei tặng ta hộp Isojet Cookie and Dream này mọi người mà lấy ra uống. Em có chứng cứ nào nói nó tặng không? Có cái mũ đó, cái mũ treo ở chỗ kệ bàn em đó. Ủa liên quan khí khô gì tự nhiên cái mũ treo em cái chứng cứ em nói cái hũ này là của Andrei nó tặng em. Có một hũ EVP là Andrei tặng nữa. Tài tử Andrei, mọi người biết Andrei không? Mà bây giờ em có chứng cứ không? Em có chữ ký của nó hay có thư email nó tặng cho Hương Trần không? Mệt quá. Nghe sao xạo. Ta ký tên nè. Ký ở đâu? Ở bên cái hộp MVP nó gửi chung với cái hộp này nè. Nói là anh Ray tặng. Nếu mà em chứng minh được cái hũ này mà anh Ray nó tặng em á thì anh sẽ làm video xin lỗi công khai và tặng em một video luôn. Ok. Ok. Nè các dân chơi, lát nữa cho xem cái chữ ký của anh Ray nha. Còn không chứng minh được á hả? Ừ. Này này, có cái mũ Hadi Choppin giải Olympia hạng giờ tóm lại là thằng một thế giới năm 2020 tặng em cái mũ nữa nha. Bây giờ wait a minute, lại là thằng Andrei tặng hay thằng Hadi Choppin tặng? Andrei tặng MVP với hũ Isojet, còn Hadi Choppin tặng cái mũ nữa trai. Hai thằng tặng luôn hả? Sao? Hai thằng tặng nó bởi vậy em nhận mà đâu phải anh nhận đâu. Mấy cái thứ đàn bà trơ trẽ nhận quà được hai thằng. Ôi trời ơi. Trời, người ta là tài tử. Ủa bây giờ nói chuyện nha được không các bạn? Nope. Bây giờ mình chơi với Hadi Anbot. Còn giờ tự nhiên Andrei với Choppin là gà của Hadi Anbot tặng. Giờ cái nào toàn cái nào? Thì mới bảo là hai đứa chơi với anh đi. Có hai muỗng Isojet rồi mà làm thứ gớm không? Phải nhiều quá hết đồ. Ôi bạn ơi, ta làm kiểu gì chứ ta? Đó là cái Isojet đó là anh thấy không? Anh thấy nó còn nhiều không? Bây giờ bọc mặt thấy bà nội luôn lấy có hai muỗng Isojet mà vô kiếm chuyện hả? Em để làm kỷ niệm đó. Mà anh đi anh bóc luôn rồi. Kỷ niệm luôn hỉ gì bây giờ cái hũ nó tặng em thì giờ uống hết cái bột đi cũng là cái hũ. Chứ ai nhai cái hũ mà ngồi đó kỷ niệm không kỷ niệm? Đúng rồi anh em ạ. Kỷ niệm sao sai? Thí dụ như bây giờ nó thấy cái hũ MVP em chỉ đem trưng thôi chứ em đâu có dám xài. Bây giờ nó kỷ niệm cho em á, ví dụ như chai nước hoa đi thì không xài được. Ừ. Còn bây giờ nó kỷ niệm nó tặng em cái hũ đi, anh uống hết bột cũng còn cái hũ. Hết giá trị. Hết giá trị gì, ai thấy cái hũ bột đâu mà hết giá trị. Bao nhiêu hũ Isojet không uống đi lấy cái quà của người ta ra để uống. Tao không còn quan tâm, tao chở người thì thấy hũ nào để đâu tao lấy thôi. Gì đâu. Uống ít thôi. Hai muỗng. Xin rồi lại còn mặc cả hai muỗng. Mà công nhận cái mùi này, cái màu này độc độc ta, màu này màu vani hay gì á. Cookie and Dream, đọc mẫu đọc làm gì có ai có em có thôi. Mấy em hiểu rồi vậy? Đã cất rồi mà ống moi ở đâu ra cái hũ này. Đưa đây trả đây. Thấy cái mũ mà Hadi Choppin tặng Hương là Hương không dám xài luôn á. Hương để Hương trưng ở trên bàn làm việc của Hương á. Hương treo trên kệ để bàn làm việc á. Mà mũ đó là mũ của đàn ông nha. Đâu đưa anh gì xài đâu. À người ta tặng toàn là tài tử đẹp trai hot boy tặng không. Hot boy thấy gì lên hình vậy thôi. Hot boy không hằng bao nhiêu người mơ ước đấy anh. mở rơi đây. Sặc nước. Diễn à? Sặc nước. Trời ơi, quà của Andrei tặng uống ngon lành. Nghĩ sao uống sạch đi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.